Rồi, xin chào quý thầy cô, cũng xin chào các em. Thì hôm nay mình cùng nhau làm một cái bài tập như sau. Đó là người ta cho mình cái dãy số là 3, 5, 8, 11, 15, 19. Yêu cầu của đáp án là hãy viết thủ tục tìm vị trí số thứ N của dãy với N được dập từ bàn phím. Câu B là vò thủ tục tên để tìm giá trị số đứng vị trí 220 của dãy số. Thì để làm bài này thì đầu tiên chúng ta phải tìm được cái quy luật của cái dãy số này. Quy luật của dãy số này. Để tìm quy luật của dãy số này thì chúng ta nhận thấy rằng là 3 cộng cho 2 thì bằng 5. 5 cộng cho 3 thì bằng 8. Và 8 cộng cho 3 thì bằng 11. 11 và cộng cho 4 thì bằng 15. 15 cộng 4 bằng là 19. Thì người ta biểu mình tìm các cái số tiếp theo của dãy số này, số tiếp theo của các cái dãy số đằng phía bên sau này. Thì chúng ta thấy rằng cái quy luật này, đầu tiên là còn xuất phát là 2, lần lặp thứ hai thì cộng là 3, 3. Tiếp theo như vậy đó là tăng lên 4, tăng lên 4 thì tiếp theo con số này sẽ là 19 cộng cho 4 là bằng là 23, bằng 23. Như vậy chúng ta thấy rằng 1, 2 này là một số 2, 2 số 3 này là 3 số 4. Như vậy số tiếp theo nó sẽ là bằng 23 cộng 5. Chúng ta thấy nó tăng dần lên. Đây là đó là cái quy luật của cái dãy số này. Thì từ đây này chúng ta mới mới làm vào trong cái lập trình cho nó. Thì đã lập trình cho nó thì chúng ta đầu tiên là khai báo được hai cái biến. Thứ nhất là một cái biến là a, cái biến thứ hai là biến y. Cái biến a này thì xuất phát, hay là nói cách khác hơn đó là gán cái giá trị ban đầu cho nó. A này đầu tiên gán cho nó là bằng 3. Tiếp theo như vậy là y, mình gán giá trị cho nó bằng 2. Như vậy sau đó mình sẽ viết một cái thủ tục, đó là mình sẽ viết thủ tục đó là tìm số. Tìm số. Giá trị chúng ta đưa vào là n. Tìm số này thì nó lặp lại là n số. Sau đó mình sẽ khai báo một cái danh sách để lưu trữ các số này, danh sách số, danh sách này để lưu trữ các số này ha. Vậy đầu tiên mình sẽ đưa A này vào trong danh sách này. Vậy là sau mỗi lần chạy là mình chỉ xóa cái danh sách này đi. Chúng ta thấy này, đã chưa thấy ra nào, mình chỉ gắn cái này ở số đây, mình đợi là số 1. Chúng ta thấy nó đưa số 3 này vào. Như vậy là thứ hai á, thứ hai thì nó sẽ tiếp tục sẽ đưa thay đổi lại, đặt lại cái số A ban đầu này chính là bằng A cộng y.
Rồi, bây giờ mình tăng lên 2 này. Đã làm là 3, 5 nha. Như vậy là thì tiếp theo mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp lặp lại ngồi lại cái thủ tục này để chạy ha. Bây giờ chúng ta là 3 lần này là 3 5 7 9 như vậy là chưa đúng, tại vì sau mỗi lần lặp như vậy thì cái giá trị của cái biến y này nó sẽ tăng lên. Bây giờ mình chưa tăng đúng không? Như vậy là mình tăng cái giá trị biến y này lên. Tăng biến y lên một lần và mình sẽ khai báo thêm một cái biến, đó là số lần lặp. Rồi, cái số lần lặp của mình này, mình sẽ khai báo ban đầu cho nó là một lần. Thì mình sẽ lấy số lần lặp đây, loại cho này. Thì bây giờ mình chạy lại này. 3 năm thì do gì? Mình chưa tăng cái số lần lặp này lên. Mình sẽ tăng số lần lặp này lên. Rồi. Rồi. 3 năm 8. Bây giờ mình sẽ tăng số lần lặp này là 4 tuần qua. Như vậy bài của chúng ta là đề bài là 3 5 8 11 15 19 53 58 33 38. Đây, mình tính đúng rồi ha. Đây là cái dãy số của chúng ta ha. 8 này, 11 này, 15, 19, 53 này. Tiếp theo đây là 20. 28 này. 28 cộng 5 nữa là gì? 33. 33 cộng 5 là 38. Tiếp tục như vậy nó sẽ tăng lên. Rồi theo yêu cầu của đề bài của câu A là gì? Hãy viết thủ tục hãy viết thủ tục tìm vị trí số thứ n của dãy với n được nhập từ ngữ phím. Thì chúng ta sẽ thêm một cái thủ tục, đó là gọi thôi, hỏi hãy nhập vào số n. Chúng ta lấy các bài ngõ đây. Bây giờ chúng ta chạy lên chương trình lên, chúng ta nhập vào bằng 5 chẳng hạn. Thì bằng 5 á, thì số của chúng ta cuối cùng đó là số 7. Số 7. Trong bài là câu B, người ta có hỏi là gì? Gọi thủ tục trên và tìm giá trị số đứng ở vị trí là 220 của dãy. Thì bây giờ chúng ta chạy chương trình lên, chúng ta nhập vào số đó là 220 thì cái dãy này nó sẽ là số bao nhiêu? Số này nó tương đối lớn, chạy hơi chậm tí xíu.